Thưa quý vị, mới đây một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra tại tỉnh Trà Vinh. Một người đàn ông đã bị sát hại dã man bởi chính người bạn đời của mình chỉ vì mâu thuẫn xô xát khi không ngồi chung bàn nhậu với vợ cùng các bạn. Ngay sau đó sẵn hơi men trong người, người phụ nữ đã dùng hung khí ra tay sát hại chồng khiến người này tử vong. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ tên TTS, 39 tuổi, chú khóm 3, phường 9, thành phố Trà Vinh về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chồng của đối tượng. Theo kết quả điều tra, ngày 19 tháng 11, TTS tổ chức uống rượu bia tại nhà cùng một số người bạn. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh kiên nhẫn 41 tuổi chồng của S đi làm về. Thấy S đang nhậu với bạn, anh nhẫn không tham gia mà bỏ vào trong nhà. Sau đó giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Sẵn trong người đang có hơi men vì không kiểm soát được hành động của bản thân, người vợ đã dùng hung khí là búa ra tay tác động lên người chồng nhưng đã được mọi người can ngăn lúc đó. Một lúc sau, anh Nhẫn dọn đồ lên xe bỏ đi. Tuy nhiên đi được một đoạn do quên mang theo tiền, anh Nhẫn đi bộ quay lại nhà. Lúc này, S tiếp tục lấy hung khí là dao ra tay sát hại anh Nhẫn nhiều nhát, gây 38 vết thương vào chân và lưng nạn nhân. Sau khi bị ra tay, anh Nhẫn bị thương nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 22 tháng 11, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Già sáng ngày 23 tháng 11, do chuyển biến nặng, gia đình đưa anh Nhẫn về nhà, sau đó nạn nhân tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà người vợ đã nhẫn tâm xuống tay với chính người bạn đời của mình. Rồi đây sau khi tỉnh lại sau cuộc nhậu nhẹt, người vợ đó sẽ phải dày rất lương tâm với những gì mình gây ra và bản án mà đối tượng này gây ra sẽ phải hứng chịu là gì? Những thông tin mới nhất liên quan vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video. Tiếp theo cũng là vụ việc liên quan đến vấn đề tình cảm thưa quý vị. Mới đây công an huyện Đắc Minh, Đắc Nông đang tiến hành điều tra xác minh thông tin một người đàn ông có hành vi sử dụng hung khí, ép người yêu uống dung dịch lạ, nghi là thuốc diệt cỏ để kết liễu bản thân trong nhà nghỉ. Cụ thể ngày 25 tháng 11, thông tin từ lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân huyện Đắc Min cho biết, cơ quan này đang phối hợp với công an huyện điều tra xác minh thông tin một người đàn ông cầm súng dao đe dọa, ép người yêu uống dung dịch tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, một việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 11, anh PNH, sinh năm 1984, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, rủ chị NTNL, sinh năm 1993, trú tại huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đến một nhà nghỉ ở thị trấn Đắk Min. Khi đến nơi, chị L vào phòng trước, con Hát quay ra xe, lấy một khẩu súng ngắn, bắn đạn trì và 50 viên đạn, một con dao thái lan, một chai nhựa màu xanh lá cây rồi đi vào phòng nghỉ. Vừa bước vào phòng, Hát nhìn thấy chị L đi từ nhà vệ sinh ra nên đã cầm súng dao đe dọa, ép chị L phải uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh lá cây do Hát chuẩn bị sẵn. Bị đe dọa, chị L lo sợ và mở nắp chai nhựa, đổ dung dịch ra nắp uống một ngụm nhưng đã nhổ ra ngay sau đó thấy chị l uống xong rồi nhổ ra hát đã nổ súng khiến chị l bỏ chạy vào nhà vệ sinh lúc này đây hát tiếp tục đuổi theo đạp cửa nhà vệ sinh và bắn trúng tay chị l nghe thấy tiếng chị l kêu cứu chủ nhà nghỉ nhanh chóng mở cửa cho chị l chạy thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi bệnh viện về phần hát khi biết hành động bị bại lộ nên đã tự uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh rồi cầm dao đe dọa những người mở cửa tuy nhiên lực lượng công an thị trấn đắc Minh đã khống chế được người này và đưa đi cấp cứu cũng theo thông tin ban đầu giữa anh Hát và chị L có quan hệ về tình cảm, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Đã có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra bắt nguồn từ mâu thuẫn trong tình cảm. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân và nhu cầu sở hữu đối phương cao, nên nhiều đối tượng đã không từ thủ đoạn, sẵn sàng cướp đoạt tính mạng người tình. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người, không nên mù quáng trong tình yêu rồi không kiểm soát được hành vi gây ra những chuyện không mong muốn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai xe ô tô cố tình tông nhau giữa ngã tư và đêm 20 tháng 11 ở Vũng Tàu, mới đây công an đã gia hạn tạm giữ hai tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ việc trên. Theo đó, công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định gia hạn thời gian tạm giữ đối với hai tài xế điều khiển ô tô hiệu Lexus và VinFast tông nhau tại ngã tư. Hai tài xế này bị công an bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 21 tháng 11 để làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó đêm ngày 20 tháng 11, công an Bà Rịa nhận được tin báo về việc tài xế xe ô tô hiệu Lexus cố tình tông xe hiệu VinFast nên vào cuộc xác minh. Công an xác định ô tô biển số 60A 86048 hiệu VinFast là do bà PHBT 31 tuổi, ngụ huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai điều khiển và ô tô biển số 72A 34335 hiệu Lexus do ông NDK 41 tuổi, ngụ Bà Rịa điều khiển. Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận có mối quan hệ quen biết nhau từ trước nên hẹn nhau tại một quán trà sữa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại quán trà sữa, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dù cùng điều khiển xe rời khỏi quán. Lúc này ca điều khiển xe chạy trước còn Tê lái xe đi theo phía sau. Khi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, thành phố Bà Rịa, Tê đã điều khiển ô tô Vinfast tông vào đuôi ô tô Lexus của ca nhiều lần vì bị tông nên ca quay đầu xe liên tục tông trực tiếp vào đầu xe của t hậu quả hai xe ô tô hư hỏng nặng chỉ khi có người dân can ngăn ca mới dừng hành động tông xe t và lùi xe rồi bỏ đi sau đó t cũng lái xe rời hiện trường sự việc sẽ rất có thể gây nguy hiểm cho những người khác cùng tham gia giao thông khi đó vì mâu thuẫn cá nhân mà hai tài xế không làm chủ được hành động của bản thân, mong rằng là các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc để làm bài học cho các đối tượng, tránh xảy ra những trường hợp tương tự về sau. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị, mới đây công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng và chen ép xe khiêu khích lực lượng cảnh sát cơ động. Cụ thể ngày 25 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng: Thi Văn Minh sinh năm 2007, Vi Văn Hiếu sinh năm 2006 và Lục Lương Vũ An sinh năm 2006, trú tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn về hành vi gây dối trật tự công cộng. Trước đó, tối ngày 2 tháng 11, ba đối tượng trên và Nguyễn Lâm Khoa, sinh năm 2005, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, hẹn nhau điều khiển xe mô tô đi đến khu vực đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, ngồi uống nước và chờ tham gia đuôi xe với người khác. Thì Văn Minh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đen, bị kiểm soát 12P1-30503, chở theo lục lương vụ an. Vì Văn Hiếu điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đỏ, bị kiểm soát, 98B2 11265 chở theo Nguyễn Lâm Khoa, cả hai xe mô tô đều không có gương chiếu hậu. Đến khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 11, thấy một nhóm nam thanh niên không quen biết đang điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao, nên Minh, An Hiếu và Khoa đã điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông phóng nhanh lãng lách đánh võng cùng khi đang lạng lách đánh võng được vòng thứ hai trên đường hùng vương từ khu vực vòng xuyến cổng trường chính trị hoàng văn thụ về hướng cầu kỳ cùng thì có lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đang làm nhiệm vụ các đối tượng không dừng lại mà có hành vi tăng ga phóng nhanh đồng thời thực hiện các hành vi nguy hiểm như lạng lách đánh võng và chèn ép xe khiêu khích lực lượng cảnh sát cơ động triệu tập đến làm việc tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân Hiện Nguyễn Lâm Khoa vắng mặt tại địa phương, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Mong rằng pháp luật sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm khắc để gian đe những đối tượng này, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác vừa được chúng tôi cập nhật. Sáng ngày 25 tháng 11 trên đường Láng, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 25 tháng 11, một nam giới đi trên đường láng đoạn gần cầu Cống Mọc thì bất ngờ va chạm với xe ô tô chưa rõ biển kiểm soát. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị văng ra xa, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm cách xe ô tô một khoảng xa, xe ô tô dừng giữa đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời còn khá tối. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trưa ngày 25 tháng 11, một chiếc xe ô tô mang biển số Bình Dương lưu thông trên đường 30 tháng 4. Khi xe di chuyển đến đoạn thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, tông vào cột điện. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân chạy tới mở cửa ô tô, phát hiện bên trong có tài xế nữ cùng hai trẻ nhỏ nên nhanh chóng giải cứu ra khỏi xe hai cháu bé bị thương nhẹ riêng người phụ nữ không được tỉnh táo nên người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nguyên nhân ban đầu nghi do khi đang lái xe chở hai con đi trên đường thì người phụ nữ có triệu chứng đột quỵ mất kiểm soát nên buông vô lăng chiếc xe quay một vòng trước khi lao vào cột điện ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố thủ dầu một đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc Ngày 25 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Iapa, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Kim Gương, 44 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 10 tháng 10, Công an huyện Iapa nhận được trình báo của chị NTNT, ngụ xã Iamron, huyện Iapa, về việc lừa đảo chiếm đoạt 272 triệu đồng. Cụ thể, chị T đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, thẻ visa gần hết hạn và có nhu cầu tiếp tục ở lại làm việc nên đăng tin lên Facebook nhờ người xin cấp thẻ mới. Sau đó, có một người liên hệ thỏa thuận làm thủ tục xin cấp visa và yêu cầu chị T chuyển tiền 272 triệu đồng. Do không nhận được thẻ, tiền cũng không đòi lại được nên chị T đã trình báo công an. Quá trình điều tra, Công an huyện Iapa xác định bà Trần Thị Kim Gương là người đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T. Tù đoạn mà bà gương đưa ra là hứa hẹn làm thủ tục các visa đơn giản, nhanh chóng và không cần tốn nhiều thời gian để lừa tiền của người có nhu cầu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị, mới đây Bộ Công an đã bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua VNEID hoặc là dịch vụ công trực tuyến khác, ngoài các hình thức đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công như lâu nay. Bộ Công an vừa ban hành thông tư 662023 sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan đến đăng ký cư trú. Một điểm đáng chú ý Bộ Công an đã bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, thường trú tạm trú qua ứng dụng VNEID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định. Bên cạnh đó, người dân vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký cư trú trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công đang áp dụng như lâu nay trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ tài liệu được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc hoặc bản quét bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ tài liệu để đối chiếu khi đó người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu bản quét bản chụp với bản chính và ký xác nhận không được yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ đó trong trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ tài liệu hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân đồng thời nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng các hình thức khác theo quy định sau khi hoàn tất nộp hồ sơ người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp một mã hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ trường hợp công dân đăng tải bản quét bản chụp giấy tờ tài liệu mà không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi có yêu cầu công dân có trách nhiệm xuất trình giấy tờ tài liệu đã đăng tải để cơ quan chức năng đối chiếu xác minh nếu thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp xuất trình giấy tờ đó để giải quyết đăng ký cư trú Việc thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử tin nhắn SMS. Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết thủ tục về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí nếu phát hiện thông tin công dân kê khai không đúng sự thật. Việc từ chối này cũng được áp dụng khi giấy tờ tài liệu công dân đã cung cấp để thực hiện thủ tục về cư trú bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả. Quý chương trình sẽ là thông tin liên quan đến thời tiết thưa quý vị. Đêm 24 dạng sáng ngày 25 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nước ta, nên nhiệt độ ở các địa phương trong tỉnh giảm, vùng thấp trời rét nhẹ, vùng cao trời rét đậm. Tại khu vực du lịch quốc gia Sapa, nhiệt độ giảm xuống 10 độ C. Riêng khu vực đỉnh Fansipan nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C nên đã xuất hiện băng tuyết. Theo đại diện sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin đỉnh Fansipan Sapa tỉnh Lào Cai vào ngày 25 tháng 11 xuất hiện băng tuyết bao phủ lần thứ hai trong năm nay. Trước đó vào đúng sáng ngày 20 tháng 11, đỉnh Fansipan chính thức đón đợt băng tuyết đầu tiên trong năm, nhiệt độ giảm sâu chạm mốc 0 độ C. Theo ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, lớp băng xuất hiện trên đỉnh Fansipan ngày 20 tháng 11 vẫn còn khá mỏng, nhưng đây cũng là tín hiệu khởi đầu. Thời gian tới khi nhiệt độ giảm sâu và kéo dài, sẽ có những lớp băng dày hơn, thậm chí có mưa tuyết. Đây là đợt băng tuyết thứ hai xuất hiện trên khu vực đỉnh Fansipan vào mùa đông năm nay. Trước đây ít ngày vào ngày 20 tháng 11, trên khu vực này xuất hiện băng tuyết với mật độ mỏng. Dự kiến trong những ngày tới đây nếu thời tiết tiếp tục lạnh ẩm thì sẽ xuất hiện nhiều khu vực bị băng tuyết bao phủ. Và thưa quý vị, thông tin này kết thúc chương trình phát sóng ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Đừng quên là ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.